bạn, chào bạn đến video tiếp theo của mình. Cùng với hợp tác với kênh Cuội TV và kênh Đức Nhã. Thì hôm nay Cuội TV và mình ra một sản phẩm mới. Là anh ấy. Hôm nay là anh em tôi sẽ làm con này ở xã với của anh em tôi, là chỉ có một con duy nhất thôi anh em nhé. Tí nữa anh em tôi sẽ review cho anh em xem những các cái góc cạnh của con xe, và anh em tôi sẽ kéo con này ra ngoài đường anh em nhé. Anh em hãy đón chờ cái video của anh em tôi nha. Nếu hay thì đừng quên like và đăng ký kênh cho hai anh em tôi nhá. Ok. Còn bây giờ thì chào anh em nhá. Ra kia review này. Thôi. Đã quay tránh cái bánh bên kia ra. Thì quay đằng sau nó xấu. Ô tô nó bị rồi. Nóng lên. Nóng lên rồi, ra luôn. Đi ra đúng vệ đường không? Ô tô người luôn. Ôi, từ từ từ. Chưa kịp lên đòi mà. Em ơi, chưa kịp lên đòi nè. Hỏng luôn rồi. Hỏng luôn rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Bọn này nghĩ là chán quá anh em ạ. Ôi, về lại lôi về thôi anh em ạ. Nhìn nó chán đời không? Nát bét ra luôn rồi. Video đi cô gái sẽ đây. Mang đây là khá ngại đi. Quả xe này mệt quay anh ạ. Lần sau phải cải tiến hơn thôi. Lần sau phải cải thiện hơn chứ lần này là hơi lủng củng chứ anh em ạ. Lần sau anh em tôi sẽ sơn xe và cải tiến hơn. Phải làm lại anh em ạ. Chứ lần này chưa thua.
Nếu anh em xem video thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh cho anh em thôi nhá. Bây giờ thì chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhá. Bye bye. Chào.